Ủa, không phải con chim, con gì ấy. Thôi mất rồi, to thế. Thì cái thuật ngữ cân chỉ đứng 100 đáy thường trong câu đài thì anh em cần thú hay nói là cân 7 câu 2, cân 5 câu 2 hoặc cân 4 câu 2. Hôm nay đến lượt cái cống to kia mở. Dạo gần đây thì mấy cống bờ đi ở chỗ quê em ấy hay mở lắm. Người ta tháo nước ra ấy. Mưa bão, tránh mưa bão. Còn cống con bên này đấy, mọi hôm mở thì hôm nay đã đóng. Hôm nay ngồi tạm đây thôi, cũng chả còn chỗ nào câu nữa. Một khi mà một trong hai cống ở quê em, cống này hoặc là cống to bên này mà mở thì tất cả các điểm câu ở khu vực quê em đều không câu được hết. Vì đây nó là cuối nguồn ấy. Tất cả các dòng sông đều đi hết về cái nhánh sông này hết, để nó đổ ra ngoài sông to kia. Ngoài sông to này là cái sông gọi là sông Bắc Hưng Hải. Qua cái đê này, sông Bắc Hưng Hải, sông Bắc Hưng Hải thì đổ ra đằng sông Thái Bình. Đấy, nói chung là nó lằng ngoằng như thế các bạn. Thì chỗ em nó là một cái nhánh sông nhỏ ở sông Thủy Đông. Thì hôm nay chẳng biết câu cá không, nhưng mà hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác cái cách cân chì lửng mồi lửng các bác nhé. À, chì lửng mồi chạm đáy, quên, chì lửng. Cái cân cơ bản trong câu đài. Vì hôm nay em mới lấy về một con cần dành cho câu giếc, câu cá giếc, chuyên để câu cá giếc các bạn. Thế này, em sẽ mở cho các bác biết, các bác sẽ biết đây nó là cây cần gì. Rồi, các bạn nhìn chưa? Đai hoa anh kim 36. Nói chung là không biết các bác nào em thích câu cần 36 lắm. Thao tác nhanh, cảm giác cầm nó nhẹ ấy. Đây là một con đai hoa anh kim các bác nhé. Con này mua cũng rẻ thôi, em mua trên mạng mà. Các bác lên trên mạng vào trong các trang Facebook ấy, là có. Con này đâu có, con đai hoa anh kim này đâu có 280 là cá ship các bạn. Ship chắc tầm khoảng 30 gì ấy. Đai hoa anh kim. Hôm nay em sẽ cân xét một cái bộ trục và cân phao cho cái cần này để chuyên câu cá giếc cho nó có cảm giác. Cá giếc cá nhưng các bạn, cá nhỏ, nói chung cái loại cá giếc cá nhưng cá chép nhỏ để cho nó có cảm giác. Thì tiện thể em sẽ chia sẻ với các bác lại cái cách cân chì lửng mồi chạm đáy các bác nhé. Thì mời các bác theo dõi video. Thì để xét được một cái bộ trục thì trước tiên các bác phải làm một cái cước trục dài bằng cần ấy, hoặc hơn cần một chút. Bây giờ em sẽ cho ra và cho cái bộ trục này em đã xét sẵn rồi. Cái này em chưa cân, cái này em mới chỉ xét sẵn ở nhà trước. Đây cái đầu này coi. Đấy, các bác làm như này. Đấy, làm như này thì sẽ thít, mình sẽ thít vào cái buộc cái đầu cần này. Đấy, các bác buộc cái đầu cần này. Đây nó có cái đầu buộc ấy. Các bác buộc thít ở đầu này. Ở đây. Thít vào. Đấy. Thế là chắc thôi. Đơn giản nào cái này. Đây em sẽ ra cần xong rồi em sẽ nói về những cái thành phần của cái trục này nhé. Nhiều bác mới chưa biết thì em sẽ chia sẻ rất là cặn kẽ. Bác nào biết rồi thì có thể bỏ qua cái giai đoạn này nhé. Thì đầu tiên các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, các bác nhìn thấy. Hai hạt chặn phao trên này. Hai hạt chặn phao trên. Xong đến phao này, đến cái chân cắm phao này. Đấy. Xong đến hai hạt chặn phao dưới này. Sau đó là đến hạt chặn chì trên này. Đến cái thanh quân chì này. Để các bác quân chì vậy. Và hai hạt chặn chì dưới. Một hai đều được các bác nhé. Làm hai cái thì đến lúc giật nó đã bị tụt xuống dưới. Đấy. Cũng được. Còn tiếp theo dưới cái phần này là đến cái man ý này. Hoặc là cái số 8, số 9, số 4 đều được các bác nhé. Tiếp tục là cái thành phần cuối cùng là théo. Théo linh. Đấy, hai lưỡi. Đó. Thì khi cân theo kiểu chì lửng mồi chạm đáy thì các bác phải xét tất cả các thành phần đầy đủ hết nhé. Từ thành phần cuối cùng là linh cho đến tất cả các thứ ở trên thì tất nhiên phải đầy đủ. Sau đó các bác cắm phao vào.
tắm phao để chuẩn bị quá trình cân phao. Thì em bây giờ em sẽ chia sẻ với các bác nào mới câu thì chú ý cái giai đoạn cân phao nhé. Em sẽ nói qua một tí về cái phần lý thuyết. Trước khi vào thực hành cân phao ấy, thì em nói sơ qua về cái nguyên lý hoạt động của cái phương pháp cân chỉ lưng mồi chậm đáy các bác nhé. Thì cái thuật ngữ cân chỉ lưng mồi chậm đáy thường trong câu đài thì anh em cần thú hay nói là cân 7 câu 2, cân 5 câu 2 hoặc cân 4 câu 2. Thì nguyên lý hoạt động nó rất đơn giản, có nghĩa khi mà có mồi, cái mồi nó kéo xuống, kéo toàn bộ cái phần từ lưỡi này đấy, cho đến phao xuống, thì cái phao nó nổi trên mặt nước hai vạch hoặc là ba vạch để tùy các bác câu. Còn khi mà mất mồi, không có mồi thì cái phao nó sẽ kéo toàn bộ cái phía trên này lên, toàn bộ phía dưới này lên, và cái phao nổi lên trên mặt nước bảy vạch hoặc năm vạch gì đấy để tùy cái cách cân các bác nhé. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Thì để cân được như thế thì đầu tiên các bác phải kéo cái phao này đấy, kéo cái chặn trên phao này sao cho cái từ cái ngọn phao này, từ cái ngọn trên cùng của cái phao cho đến cái lưỡi dưới cùng, bởi hai cái lưỡi nó lệch nhau ấy, cho đến cái lưỡi dưới cùng thì cái khoảng cách đấy phải ngắn hơn cái khoảng cách từ mặt nước cho đến đáy sông các bác nhé, đáy điểm câu thì các bác mới cân được. Đấy, đơn giản giả sử như ở đây của em là nó là ở chỗ này nó là 2 mét nước phải không, thì cái khoảng cách từ lưỡi dưới cùng cho đến cái đầu phao em để tầm khoảng 1,7 m hoặc là 1,5 m. Đấy, nó có nghĩa là nó cứ nhỏ hơn 2 m. Đấy, thì khi đó thì các bác thả xuống này, thả xuống như này thì cái chì nó sẽ kéo toàn bộ xuống về các bác, kéo toàn bộ cái phần phần phao xuống. Thì bây giờ các bác sẽ cắt dần phao cho đến khi nào cái phao nó nổi lên bảy vạch. Nên đơn giản như vậy coi. Nói chung là nói thì nó hơi nòng ngoằng tí nhưng thực ra nó rất là đơn giản. Nhưng mà các bác ở gần đây thì em có thể chia sẻ với các bác cách chỉ 1-2 phút là các bác có thể tự cân được. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu cân phao các bác nhé. Bác sẽ theo dõi. Các bác khi cân phao các bác kéo cái hạt chặn dưới này xuống dần dưới gần cái ma lý nhé. Xuống gần tí cho dễ cân. Thì các bác cứ cắt dần đi. Đầu tiên các bác cuộn chì thì các bác cuộn nói chung nó nhiều tí, dư tí để cho nó chỉ nó kéo hết xuống. Các bác cắt dần. Này các bác nhìn em thả xuống. Đấy, thả xuống nó chìm phải không các? Chìm nhím thì bây giờ mình cứ cắt thôi. Thì cái phương pháp cân này thì các bác mỗi khi đến một điểm câu mới thì các bác cân lại cho chắc nhé. Thường em thì em sẽ cân ở điểm sâu và điểm nông em sẽ không cân lại. Nhưng nếu mà cân ở điểm câu nông thì đến điểm câu sâu em sẽ cân lại. Rồi điểm sâu với điểm nông nước nó áp suất nó khác nhau. Mọi người chìm lắm. Đó, bây giờ em sẽ tua qua cái quá trình này nhé. Cứ cắt dần đấy các bạn. Cắt đến khi nào nói lên bảy vạch là được. Đây các bạn còn thấy nhìn thấy em cân đi nhé. Đây sau khi hoàn thành cân xong nó như sẽ nhìn này. Đấy. Cân bảy vạch. Con gì ấy. Không có mồi cũng cắn hay quái này. Em thì thường cân 7 câu 3. Một phần để quay cho nó dễ các bạn. Quay thế này các bác mới nhìn thấy. Chứ em mà để hai vạch thì rất là khó nhìn. Bởi ở ngoài còn khó nhìn và trong máy quay cũng sẽ rất là khó nhìn. Nên em sẽ thường cân 7 câu 3, câu 4. Thì các bác muốn nhạy hơn ấy thì các bác cân 7 câu 2 nhé. Hoặc cân 4 câu 2, cân 5 câu 2. Báo sẽ rất là nhạy. Rồi ok. Thế là xong cân xong rồi các bạn. Bây giờ thì mắc mồi vào thôi, mắc mồi vào kéo phao đến khi nào phao nổi lên 2 vạch thì hoặc 3 vạch thì bắt đầu câu các bác nhé. Sau khi cân xong các bác mắc mồi vào nhé, các bác cứ để phao như vậy xong mắc mồi vào. Đấy, thì bây giờ các bác sẽ nhìn thấy sự đấy, trực quan nó sẽ rất là dễ nhìn, dễ hiểu. Đây khi mà các bác mắc mồi vào, đấy, mồi nó sẽ kéo xuống, đấy, kéo chìm phao vào. Bởi khi lúc này mồi nó chưa chạm đáy, thì các bác phải kéo đến khi nào để mồi chạm đáy mà phao nổi lên 2 vạch thì lúc ấy các bác câu nhé. Đây các bác kéo cái chặn phao trên lên này. Đấy. Chặn phao trên này. Kéo lên đến khi nào nó. Đến khi nào mà các bác mắc mồi vào mà phao nó vẫn còn nổi trên mặt nước 2 vạch này được.
Thì cái quá trình làm như này các bác có thể coi nó là quá trình dò đáy. Thì trong cái thời gian này các bác gọi là mắc mồi, coi như các bác xào ấu luôn. Thì bác nào sử dụng mồi, sản phẩm mồi của bên em thì chỉ cần trong cái thời gian các bác dò đáy như này, các bác xá 4-5 mồi là ok thôi. Đấy, như này vẫn được chìm không các bác? Đấy, nó vẫn chìm thì các bác lại kéo tiếp. Cứ kéo đến khi nào nó phao nổi lên 2 vạch thì thôi. Đấy, em cân như này là ok này. Đấy. Em thường cân tầm khoảng 7 dòng câu tầm 3 hơn 3 một tí, 3 4 gì ấy. Để quay cái thứ nhất quay cho các bác dễ nhìn đấy. Thứ hai em nhìn nó dễ hơn. Đó. Thì đây, đây là lúc có mồi coi nhé. Thì bây giờ em sẽ rũ ra cho các bác xem. Rũ để cho các bác biết nó mất mồi như nào. Thì tại sao nó lại... Đấy. Em sẽ rũ cho hết mồi này. Mồi chưa rũ. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, khi nó hết mồi thì nó sẽ phao nó sẽ trả về 7 vạch. Thì đơn giản như thế thôi. Cái nguyên lý hoạt động của nó là khi mà có mồi, về em nhắc lại, khi mà có mồi thì phao nổi trên mặt nước 3 vạch hoặc là 2 vạch. Nhưng mà khi mà mất mồi thì phao sẽ phải nổi lên 7 vạch hoặc là 5 vạch theo cách cân, tùy theo cái mức độ cân. Đấy. Toài các bác ơi. Vừa đặt xuống tí đã làm con cá chim chết dở. Cứ xem cái cần này, cong kinh khủng luôn. Không biết các bác này không nhìn, cứ phải quay cho các bác quay xem cái cành này đã. Mặc dù cành đẹp nhất này cắn cá rút ra thì không quay được. Cành giật thì không quay được nhưng không sao. Phải các bác nhìn cái cần này. Rồi, cái cần này. Các bác nhìn chưa? Cái đó cong của cái cần. Cần ánh kim kinh khủng. Chắc chắn con chim luôn, em khẳng định luôn. Đấy. Cắn vào đặt xuống phát cắn luôn thì chỉ có khả năng cao là cá chim. Nó cứ lừ lừ dưới. Chụp cái này lưng siêu nhỏ này này. Không biết có lên không nhưng cứ phải quay cái cảnh dòng cho các thích đã. Đéo phê phê đấy. Dùng một tay này hơi hơi khoai đấy các bạn. Hơi khoai đấy. Không phải con chim, con gì. Thôi mất rồi. To thế. Trời ơi. Con gì to kinh khủng luôn các bác ơi. Thế nào. Một tay cầm máy quay không phải khả năng bắt được con đấy. Bởi khả năng đóng mấy các bạn. Ui to kinh khủng luôn. Không biết con gì luôn các bạn. To kinh. Phê đấy các bạn, cần phải phê đấy. Như cá to à? Nó có đít. Quay kia này không ghi hình cận cảnh xa cho bác này. Bác
quay vài cảnh cho các bác xem nhé. Cong cong là mềm cái cuốn ơi, câu sướng cực luôn. Liên tục chiếc này không mang máy quay quên mất, máy quay cần thấy như bác xem thêm luôn, cần để dòng sướng rồi. Còn các bác, trắng phao. Ôi. Hai con mất gài các bạn. Đi ăn tiếp. Ăn chim rồi. Mất hai nễ luôn. Hai nễ luôn. Quá đen. Thôi về. Bực mình. Hai con to mất cả hai. Chát. Khá muộn đấy các bạn. Hôm nay đen thật đấy, chạm hai con hàng to đều ra. Con trước thì em nghĩ là con không biết con gì, để chốc em về em tua chậm này em sẽ nhìn cái con đầu tiên ý, xem nó là con gì. Em nghĩ nó là con cá chấm. Con thứ hai chắc chắn là con cá chim, cắn phát đứt hai nữa. Còn đây là thành quả này, 1, 2, 2, 4, 6, 8. Đây được 8 con cá nhưng, cá nhưng rộng phết các bạn nhỉ. Hôm nay bạn này đi chú định đi chia sẻ đến một số bác mới xem kênh cách cân phao câu đài cơ bản, kỹ thuật cân phao câu đài cơ bản, cân chỉ lửng, mồi chạm đáy, áp dụng cho những nơi nước tĩnh, nước lặng, không cháy các bác nhé. Còn nước cháy thì các bác xem lại cái video cân chỉ chạm đáy đấy, nước cháy nhẹ, còn nước cháy mạnh quá thì khó câu, không câu được đài.
cũng không chủ định mang cái máy quay toàn cánh như nữa. Em có hai máy quay, em đang dùng cái máy quay cận cánh thì vừa rồi em dùng để quay toàn cánh cho các bác xem ấy. Còn cái máy quay kia thì hôm nay không chủ định mang đi nữa, để chạm hai con cá to quá, tiếc thật ấy. Cái con đầu tiên mới tiếc các bạn, nó đi ra kia và nó quẫy và đứt théo chứ không phải bị nghiến. Em nghĩ con đây là con cá chấm, con cá chấm. Còn đấy thì về em sẽ tua chậm lại cái video để xem nó còn cá gì các bác nhé. Còn con thứ hai nó kéo ở đây chắc chắn còn cá chim. Cảm nhận đánh cái con đai hoa anh kim này khá là mềm các bạn, đánh xét cho một cái bộ câu cá giếc rất là thích, câu sướng cực kỳ luôn, nó có cảm giác ấy. Mặc dù cá bé nhưng các bác dòng nó vẫn còn có nghĩa là cảm giác ở tay rất là thích. Nó độ mềm nó cao, mềm đến tận gốc mà. Nhưng mà mỗi khi mà chạm vào cá to thì khá là khó cho lên đấy các bạn, nên các bác cân nhắc nhé. Cái con đai hoa anh kim này thì chỉ dùng để đánh cái loại cá giếc cơ, nhưng cá chép nhỏ nhỏ đấy, để cho nó có cảm giác các bạn. Còn cá to thì con này lên khá là mệt, nó cái độ nấy nó không tốt đấy, đâm ra là cá nó không bị mệt nên đôi co nó sẽ rất là lâu, mất thời gian đấy. Thôi bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Bác nào mà muốn trải nghiệm sản phẩm câu cá tổng hợp bên em thì đừng quên gọi điện trực tiếp đến số điện thoại này, hoặc là nhắn tin vào, hoặc là nhắn tin vào cái fanpage em để bên dưới này các bác nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé. Chúc các bác buổi tối an lành.